À đây không không. Một không. Không hai. Giờ bóng khó nhỉ. Không ba. Ba một. Bốn một. Một năm. Hai năm. Năm. Sáu hai. Bảy à, sáu ba. Bốn sáu. Bốn bảy. Tám bốn. Tám năm. Năm chín. Sáu chín. Chín bảy bóng tốt. Quẳng như Phan Diên Đông, sợ thật. 98. 810. 910. 911. Set thứ nhất kết thúc, tỷ số nghiêng về Hưng. Set thứ hai bắt đầu. Khổng Lệnh Huy giao bóng. Đúng rồi. Không không. Một không. Quảng nát bóng sợ thật. Một à, không hai. Không ba. Ba một. Ba hai. Chơi bóng ba đều. Ba bốn. Bốn đều. No.
5, 4. Ơi. 4, 6. À xin lỗi, 5 đều. 6, 5. 5, 7. Hưng có vẻ rất kinh nghiệm. 6, 7. 8, 6. 8, 7. Một cái gọn thật đấy. 7, 9. 7, 10. 18. 11, 8. Chỉ số lớn 2-0 nghiêng về Hưng. 3 bắt đầu, 0-0. Bóng tốt. 0-1. 2-0. 2-2. Mãi mới có quả ra bóng khó. 3-0. 0-4. 0-5. 5-1. 5-2. 2-6. 3-6. 6-4. 7-4. 4-8. 4-9. 4-9. 4-9. 4-9. 9-5. Cái điểm 9-5 này gỡ rất thích này. 9-6.
Thi đấu lại còn nhìn giày. 79. Bảy mươi. Mười tám, đúng tiến độ đấy. Mười một tám, tỷ số lớn là 1-2. Set thứ tư bắt đầu, Huy ra bóng, được kéo bóng căng thật đấy. 0-0. Liệu có tuột xích hay không? 0-1. Được bóng, một đều. 1-2. Được không? 2 đều. 3-2. Gầm. 2-4. Ba bốn. Năm ba. Năm bốn. Bốn sáu. Năm sáu. Phòng thủ tốt. Bóng 6 đều. Phản không tốt. 6-7. 8-6. 9-6. Đi dưới ạ. Không có xem nào. Hay. 7-9. Bảy mươi. Mười tám. Mười chín.
10 đều, hay. Mười đều. Bóng tốt. Chuyển né hết chuyển hết tay. 10, 11. Chung kết nào? Chung kết không? Có chung kết. Chung kết. Tỷ số lớn là 2 đều. Lên đấy. Đánh thế này làm sao mà mình dám chơi với chúng nó nhỉ? Tết thứ 5 bắt đầu. Tỷ số lớn là 2 đều. Nghiêng về cả hai đội. Hưng ra bóng. Không, 1-0. Đội bóng 0-2. Ôi giời ơi, 0-3. Rồi. 4-0. Chuẩn đi. 4-0, chờ 4 luôn. 5-0 đổi sân. Mấy nhỉ? 0-6. Một sáu. Bóng à? Bóng tốt. May. 7-1. Hai tám. Hai chín. Chín ba. Chín bốn. Tiến lên cái điểm rất thích nào. 5-9. 5-9. Lại cầm dao bóng. Rất hấp dẫn đây. 5-9. Năm mười. Điểm đấy là điểm phải ăn. Năm 11. Tỷ số lớn là 3-2 nghiêng về Hưng.